Ok, chào anh em nha, mình là Craybuck. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite anh em ơi. Nếu em thấy hay thì một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Mình hôm nay thì cầm con phép anh em ạ, tại team không có phép, toàn là đam vật lý thôi. Mình hơi ảo một tí nha. Úi xùi, đẩy hay thế fan. Đẩy, đẩy. Chịu. Có kêu không kết được, cay thế. Sáu cầu bị không được, thôi 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 mẹ ơi, tính đi ném còn lén mà căng quá anh em, mà có cái nịt mà KS nha bạn. Ui rừng ra, rừng ra gì, rừng mới cấp 3 mà bố láo thế. Còn thanh niên này ngáo nữa, ngáo nữa này, này thì ẩn thân. Mình học kêu Stomper anh em ạ, cho nó mình vừa xài kêu vừa chạy được đấy. Tại team bạn có Gengar với Yoram anh em ạ, mà mình xài kêu kia thì mình đứng mình bắn là nó, lúc mình đứng mình đang chuẩn bị gầm kêu ấy, chuẩn bị ra kêu ấy thì nó vào luôn, lướt một phát là đi rồi, tại con phép mối giấy ấy. Nên cầm con này vừa đánh vừa chạy thôi. Cứ vừa đứng đằng sau xài kêu mình chạy thôi, mình khá ổn. Mew 2 đến hay thế. Mình Mew 2 làm hết. Rồi Mew 2 con 3 luôn. Thôi từ từ đi fan ơi, để mình canh 8 phút pha mấy bầy chim này kiếm tí cấp nữa nè. Tích người tài này em ạ. Sủi rồi, xong rồi. Mày quá. Sẽ bắt được mình. Mình tăng kêu vừa đánh vừa chạy mình sẽ bắt được đấy. Này thì lì, này thì lì. Nhưng mà cứ dưới to ngồi. Vào trước đi bạn ơi. Ui nu 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 nu. Cây thế nhờ, mình tính chạy qua ăn máu anh em mà. Tại mình không có cầm tóc biến hay không có cầm gì cả, mình cầm hồi máu thôi. Nên phải đấy không có qua được bên kia. Ui. What the hell phép. Người là phép đam to game. Phép đam to của đam to nhất của game mà. Toàn chợ không thế này là ổ, không ổn rồi. Ôi cứ trên áo nhiệt thế. Biết mình lên là còn không nữa. Một mình con. Thôi cho nổ đi, cho nổ, nổ đi. Cho nổ trụ đi thì boss nó vào đỡ anh em ạ. Boss nó vào cứ trong luôn thì đỡ khổ hơn tí. Ôi sao bắn kìa, bắn đâu thôi phải anh. Bắn đâu thôi phải anh. Ẩn thân chi thuật. Ẩn thân. Rồi mình nghi trận này chắc tên bạn hàng quá anh em ơi. Trận này con Mew 2 nó bén hành quá. Gì phén. Quải cả tóc biến. Sợ thế. Làm tốn cân ti uổng luôn. Phí cân ti thật sự. Ui xém ăn được con viên mém tí nữa ăn được con viên ca. Mew 2 9 kill rồi, Mew 2 nó xanh quá. Game này chắc hàng sớm quá. Vì tiền mẹ cũng cấp 9, cấp 8 không mà. Sao đánh đấm gì kỳ thế. Gì thế Gengar. Mình đâu có làm gì bạn đâu, sao bạn cứ đánh được không thế. Mình có biết gì đâu, mình có biết gì đâu. Rồi. Đâu rồi, đông đông đông. Cho mình anh em ơi. Đừng lên kiếm biết chợ cái gì đã.
Rồi xong luôn mấy thanh niên ơi. Chiều mới chạy lên cái gặp ngay cái ulti của con Blastoise anh em ạ. Khá đen. Có khi nào thì mẹ lật kèo lại không? Chứ giờ đầu mình thấy hành dữ lắm mà. Thì mẹ giờ sau tướng đủ cấp bởi nên kêu nó khá mạnh anh em ạ. Phải đánh từ từ thôi, không chủ quan được. Lướt của chúng tôi đây nữa à, đây nữa à. Ulti không kịp cây thế, mấy game cá nào kêu hết nó hết luôn anh em ơi. Cây thế nhờ, bấm ulti không kịp ấy, khoái lấy ulti kịp là ngon rồi. Để con game cá nào kêu hết nó hết hết tem luôn. Kiểu này tròn trò không à, dở quá. Nó tôi làm gì vậy trời, làm gì vậy fan? Nó tôi kìa, để nó nhúng cầu luôn kìa, vãi thế. Biết mấy thanh niên thủ kiểu gì vậy trời, thanh niên Lucario thủ gì để nó vào ném 50 cầu thế mà cũng chịu rồi, thanh niên đứng nhà mà thủ gì. Đi đâu cái fan? Chị nhìn thế. Chị game thôi mà chị nhìn thấy bạn. Lên không kịp, có con Mew 2 là nó quả hết rồi. Này thì mà nó toy, này thì bờ lát với chúng tôi. Ulti của bạn cũng mạnh đấy. Ulti của bạn cũng mạnh đấy. Gì trời quái thế. Mấy ulti không mất máu luôn kìa. Kim ảo với ta. Vậy con Gengar nó hết, nó ném một cái quả cầu lên bảng hết luôn anh em ạ. Sợ thế. Thôi từ từ. Phải thế mới thanh niên chơi game mà ném cầu lén trời. Biết con Gengar ném một quả cầu con... Còn bót, chạy vào kịp. Bị đồng thuê, xung quanh toàn là người ấy. Xung quanh toàn là người ấy. Nó đánh mình mất giáp ảo rồi anh em ạ. Ok, win anh em ạ. Mình được 6 kill chờ 13 anh em ạ. Con Mew 2 nó được 17 kill chờ 8, xanh thế. Ok, chào anh em nhé.